Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai đội tuyển U20 Italy và U20 Hàn Quốc. Đây là trận đấu bán kết của FIFA World Cup U20. Trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 4 giờ rạng sáng ngày 9 tháng 6 theo giờ Việt Nam. Và theo đánh giá của nhà cái ở lần đối đầu này thì các cầu thủ U20 Italy sẽ là những người được đánh giá cửa trên và sẽ chấp U20 Hàn Quốc với mức kèo là một trái. Mức kèo phải hạ xuống còn 0,75 và tăng 1,25. Mức tài xỉu trận đấu này là 2,75, 3 trái và 2,5. Tùy theo kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nha. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là mình có tạo một cái kênh YouTube mới tên là Di Soi Kèo. Thì bạn nào quan tâm đến những nhận định của mình để tham khảo các kèo bóng thì mong các bạn ủng hộ kênh mới của mình bằng một lượt đăng ký nha. Mình có để sẵn đường link kênh mới ở bên dưới phần bình luận của video này. Các bạn cứ việc nhích nhẹ cái màn hình, các bạn xuống dưới phần bình luận, sau đó các bạn sẽ thấy một cái đường link màu xanh và ấn vào đường link đó, ấn thêm chữ đăng ký là xong. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này nha. Thì trong quá khứ ở cấp độ đội tuyển U20 thì U20 Italy và U20 Hàn Quốc cũng đã có một lần gặp nhau, và lần gặp nhau đó thì U20 Italy đã để thất bại trước U20 Hàn Quốc với tỷ số là 1-4. 5 trận thi đấu gần nhất của U20 Italy thì Italy thắng 4 và thua 1. 5 trận thi đấu gần nhất của U20 Hàn Quốc thì U20 Hàn Quốc đang bất bại với 3 trận thắng và 2 trận hòa. Và ở lần đối đầu này với cái mức kèo hay này thì theo nhận định của mình thì mình sẽ chọn của đội tuyển U20 Hàn Quốc được chấp một trái nha. Vì sao? Mặc dù trận đấu này một lần nữa U20 Hàn Quốc bị đánh giá cửa dưới so với đối thủ, tuy nhiên thì Hàn Quốc đã lần lượt vượt qua những đội bóng rất là mạnh để lọt đến vòng bán kết này, thì chứng tỏ là Hàn Quốc họ cũng không phải gọi dạng vừa đâu. Nếu mà xét về thực lực hiện tại thì mặc dù cửa dưới, tuy nhiên thì mình thấy là Hàn Quốc họ cũng không thua kém gì Italy là mấy đó các bạn. Đặc biệt là bóng đá trẻ Hàn Quốc, những lần mà chạm trán Italy thì họ cũng thường giành chiến thắng lắm. Thứ hai thì chọn cái mức kèo được chấp một trái đi, nó sẽ an toàn hơn. Nếu như mà hai đội hòa nhau ở 90 phút chính thức, hoặc là U20 Hàn Quốc có để thất bại trước U20 Italy với cách biệt là một bàn, chúng ta chọn cửa U20 Hàn Quốc, chúng ta cũng chỉ từ quầy kèo đến thắng kèo mà thôi. Và xét về phong độ cũng như là thành tích đối đầu á, thì hiện tại thì U20 Hàn Quốc vẫn đang có phong độ tốt. Và bóng đá trẻ Hàn Quốc lần gần nhất gặp Italy thì cũng đã giành chiến thắng rồi. Biết đâu trận đấu này một lần nữa U20 Hàn Quốc với phong độ ổn định và có sự thăng hoa thời gian đây thì họ sẽ đá bại được Italy để có lần đầu tiên chơi ở trận chung kết World Cup thì sao? Trong trận đấu này, bắt đầu tôi tưởng mình ưu tiên chọn cửa U20 Hàn Quốc được chấp một trái nha. Nếu như mà chấp 0,75 thì các bạn bỏ qua nha. Mức tài xỉu trận đấu này là 2,5, 2,75 và 3 trái. Thì hiện tại thì cả hai đội đang đạt phong độ cao và cái hiệu suất như bạn thời gian đây cũng cực kỳ ấn tượng. Mình nghĩ trận cầu này sẽ là trận cầu hấp dẫn với nhiều thách thức ghi. Mình nghĩ hai đội sẽ hòa nhau ở 9 phút thì sẽ là hòa 2 đều. Và cũng có thể là 2-1 nghiêng về cho U20 Hàn Quốc. Bạn nào tin tưởng mình nữa thì ưu tiên đi cửa tài ở lần đối đầu này nha. Nhưng mà thật sự trận đấu này các bạn chọn kèo U20 Hàn Quốc không là được rồi. Tài xỉu thể vào nhẹ thôi. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0,25 và tài xỉu là 1,25. Thì giờ dự đoán hiệp 1 với phong độ ổn định và lối đá chơi cũng rất là chặt chẽ thời gian đây thì U20 Hàn Quốc họ cũng sẽ không thua, thậm chí là U20 Hàn Quốc là những người có bàn dẫn trước. Dự đoán hiệp 1 hai đội hòa nhau một đều hoặc là 1-0 nhưng mà cho U20 Hàn Quốc. Thì một chọn cửa U20 Hàn Quốc được chấp nha. Và đợi tài hạ còn một trái, một dưới một thì vào. Tất cả trận đấu chốt kèo là chọn cửa U20 Hàn Quốc và tài ai một cũng vậy. Chúc anh em may mắn nha.